Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm dưới 18 tuổi. Người bảo hộ cấm quên 4 điều, tránh biến chứng tử vong. Quốc tế khuyến cáo chỉ tiêm một liều vaccine cho nhóm dưới 18 tuổi. Miền Tây khẩn cấp tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19. Thưa quý vị khán giả, thiếu khả năng tự bảo vệ, nhận thức chưa đầy đủ về tình hình diễn biến của dịch bệnh. Bởi những lý do này mà nhóm dưới 18 tuổi dù khỏe hơn nhóm người già, bệnh nền, nhưng lại được đánh giá là nhóm có nguy cơ mất an toàn nhất trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Sắp tới đây, Bộ Y tế sẽ cho phép tiêm ngừa vaccine ngừa COVID-19 với nhóm này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận người dân lo ngại về độ an toàn. Về vấn đề này, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết rủi ro biến chứng không phải là không có. Tuy nhiên, chỉ cần người bảo hộ, thân nhân trang bị đủ kiến thức là có thể giúp người thân của mình tránh được những nguy cơ này. Bác sĩ Thạch đã chia sẻ 4 lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vaccine COVID-19 giúp nhóm người dưới 18 tuổi có thể hạn chế những biến chứng nguy hiểm, tử vong. Nội dung này sẽ được đề cập trong phần 2 của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị đến với nội dung đáng chú ý đầu tiên cũng liên quan đến việc tiêm chủng vaccine cho nhóm yếu thế nhất trong xã hội. Quốc tế, khuyến cáo chỉ tiêm một liều vaccine cho nhóm dưới 18 tuổi. Thưa quý vị khán giả, theo tờ New York Times, giới chức Trung Quốc, Anh, Na Uy và nhiều quốc gia khác đưa ra khuyến cáo chỉ tiêm duy nhất một liều vaccine Pfizer cho nhóm dưới 18 tuổi. Điều này vừa giúp bảo vệ một phần khỏi nCoV, song không gây ra tác hại tiềm ẩn với nhóm dưới 18 tuổi, trái ngược với các ý kiến trên. Tại Mỹ, một số chuyên gia vẫn ủng hộ tiêm vaccine COVID-19 đủ liều cho nhóm dưới 18 tuổi. Ngay cả khi có tác dụng phụ hiếm gặp, chúng ta vẫn nên tiêm đủ liều cho nhóm dưới 18 tuổi. Vị chuyên gia cũng lo ngại hiện tại dữ liệu một liều vaccine chưa đủ để chứng minh hiệu quả bảo vệ cao và lâu dài. Nghiên cứu từ CDC Hoa Kỳ cho thấy, cứ mỗi 1 triệu trường hợp dưới 18 tuổi tại Mỹ, chỉ có 70 trường hợp bị biến chứng hiếm gặp. Song vaccine thì đã giúp ngăn ngừa 5.700 ca mắc mới, 215 ca nhập viện và 2 trường hợp tử vong. Tiến sĩ Jeffrey Durkin, thành viên nhóm cố vấn về vaccine của CDC Hoa Kỳ chia sẻ rằng tất cả dữ liệu đến nay đều cho thấy COVID-19 là căn bệnh tồi tệ hơn tác dụng phụ vaccine có thể gây ra với chúng ta. Tại Việt Nam, vaccine COVID-19 sắp được phê duyệt cho nhóm dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, với những cảnh báo từ quốc tế thì Bộ Y tế đã có hướng dẫn xử trí người bị biến chứng hiếm gặp sau khi tiêm. Bộ Y tế khẳng định so sánh tổng thể lợi ích với nguy cơ Việc tiêm vaccine COVID-19 vẫn là cần thiết, có ưu thế vượt trội và trở thành chìa khóa để giúp chúng ta thoát khỏi đại dịch này. Hiện việc tiêm vaccine một liều hay là hai liều cho nhóm dưới 18 tuổi vẫn đang được các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng, tham khảo từ các quốc gia đã triển khai và khuyến cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Quyết định sẽ sớm được đưa ra trong thời gian tới. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm dưới 18 tuổi, người bảo hộ cấm quên 4 điều, tránh biên chứng và tử vong. Thiếu khả năng tự bảo vệ nhận thức chưa đầy đủ về tình hình diễn biến của dịch bệnh. Bởi những lý do này mà nhóm dưới 18 tuổi dù khỏe hơn nhóm người già, bệnh nền, nhưng lại được đánh giá là nhóm có nguy cơ mất an toàn nhất trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Sắp tới đây, Bộ Y tế sẽ cho phép tiêm ngừa vaccine ngừa COVID-19 với nhóm này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận người dân lo ngại về độ an toàn. Về vấn đề này, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, rủi ro biến chứng không phải là không có. Tuy nhiên, chỉ cần người bảo hộ thân nhân trang bị đủ kiến thức là có thể giúp người thân của mình tránh được những nguy cơ này. Bác sĩ Thạch đã chia sẻ 4 lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vaccine COVID-19 giúp nhóm người dưới 18 tuổi có thể hạn chế những biến chứng nguy hiểm, tử vong. Cụ thể, người bảo hộ cần lưu ý những việc sau. 1. Nhóm không nên tiêm. Cần hỏi ý kiến bác sĩ. Thưa quý vị, một số trường hợp trong nhóm dưới 18 tuổi không nên tiêm phòng COVID-19. Đó là các trường hợp đang mắc bệnh cấp tính thường biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, ho, sổ mũi tiêu chảy liên quan đến miễn dịch. Thứ hai, lưu ý trước khi tiêm, tránh cho ăn hoặc là bú quá no. Vệ sinh thân thể sạch sẽ, đặc biệt là tại vùng bắp tay để tránh nhiễm trùng. Với sức đề kháng yếu, nhóm dưới 18 tuổi dễ dàng bị vi khuẩn, vi trùng xâm nhập qua vết thương, đặc biệt là tại các địa điểm nhạy cảm như là bệnh viện, điều này càng dễ xảy ra. Đôi khi sau khi tiêm, nhóm dưới 18 tuổi dễ bị ốm, sốt do các nguyên nhân khác chứ không phải là do vaccine. Người bảo hộ cần mang theo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, đặc biệt là sổ tiêm chủng trước đó, trong trường hợp tiêm mũi vaccine thứ hai COVID-19 hoặc là các mũi nhắc lại hàng năm trong tương lai. Hiện tại thì Việt Nam vẫn chưa có thông báo về việc sẽ tiêm mũi nhắc lại với vaccine COVID-19 hàng năm. Lưu ý trước khi tiêm, người bảo hộ hãy trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của người thân. Nếu trước đây khi tiêm các loại vaccine khác có dấu hiệu dị ứng, sốt, Người bảo hộ nên báo với bác sĩ để có những phương án xử lý kịp thời. Và khi tiêm phòng trong những ngày lạnh thì người bảo hộ nên đưa nhóm dưới 18 tuổi đi tiêm phòng cần chú ý là giữ ấm cơ thể, tránh việc để khí lạnh xâm nhập khiến cho nhóm này dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Và thứ ba, lưu ý sau khi tiêm. Giống như các nhóm đối tượng khác thì sau khi tiêm xong, nhóm dưới 18 tuổi hãy ở lại để theo dõi 30 phút để đề phòng chúng ta bị sốc phản vệ. Và khi về nhà thì người bảo hộ phải theo dõi xem có biểu hiện gì bất thường hay không. Vết tiêm có thể bị sưng đỏ, nổi cục cứng nhưng không cần quá lo lắng. Một số triệu chứng thường gặp sau tiêm như là sốt nhẹ này, vết tiêm bị sưng đỏ, đau và dị ứng. Và giống như các nhóm đối tượng khác, nhóm dưới 18 tuổi cũng sẽ gặp phải các phản ứng hiếm gặp như là tai biến thần kinh, viêm hạch, viêm não viêm cơ tim. Đây là những phản ứng nặng có thể đe dọa tính mạng nếu không kịp thời đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên, tỷ lệ biến chứng này là rất hiếm gặp mà thôi. Và lưu ý thứ tư, đi bệnh viện nếu gặp phải các trường hợp sau đây. Sau khi tiêm phòng, nếu có các biểu hiện bất thường như là sốt trên 39 độ C, sốt cao quá 2 ngày mà không hạ sốt dù đã uống thuốc rồi, hay là bị co giật, chân tay lạnh, tím tái, khó thở, không đáp ứng thuốc hạ sốt thông thường thì cũng nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Miền Tây khẩn cấp tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, địa phương có 283.000 dân, nhiều nhất trong 9 quận huyện của thành phố Cần Thơ. Trong số này, gần 70% đủ điều kiện tiêm vaccine. Đến nay, hơn 20% người dân ở quận tiêm mũi 1, trên 8% tiêm đủ 2 mũi. Mỗi ngày, quận tiêm từ 8.000 đến 10.000 người, phần lớn là vaccine Verocell. Là địa phương có lượng người về quê rất lớn trong thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng có kế hoạch tổ chức tiêm 500.000 liều vaccine cho người dân. Thời gian thực hiện tiêm mũi 1 bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 và tiêm mũi 2 từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11. Tại Trà Vinh, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết với 500.000 liều vaccine Verocell được Bộ Y tế phân bổ, địa phương đã huy động lực lượng, tổ chức nhiều đội tiêm từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở để đảm bảo đúng tiến độ. Đồng Tháp cũng được phân bổ 500.000 liều Verocell cách đây 4 ngày, nâng tổng số vaccine tỉnh nhận lên 1 triệu liều ngành y tế đang tăng tốc tiêm vaccine mỗi ngày 40.000 đến 50.000 liều. Nhóm ưu tiên tiêm đợt này là người lao động, kể cả người từ các tỉnh Đông Nam Bộ vừa hồi hương, đáp ứng việc sớm mở cửa sản xuất, kinh doanh. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Nga thử nghiệm vaccine COVID-19 dạng xịt mũi, tiện lợi, hiệu quả. Nga sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 Sputnik V dạng xịt mũi trên tình nguyện viên trưởng thành nhằm kiềm chế số ca nhiễm và tử vong, theo hồ sơ đăng ký công bố ngày 12 tháng 10, vaccine COVID-19 Sputnik V dạng xịt mũi sẽ được thử nghiệm hai liều trên tình nguyện viên trưởng thành tại một bệnh viện ở thành phố Saint Petersburg. Hồ sơ không nêu thời gian thử nghiệm lâm sàng dự kiến. Nga đã nhanh chóng phát triển vaccine Sputnik V sau đại dịch bùng phát năm ngoái. Nhưng việc triển khai tiêm chủng diễn ra chậm hơn bởi nhiều người Nga e ngại trước các sản phẩm y tế mới nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại